chia xa tình mãi như đi hàn một đời ta không mở xóa đôi mắt đam mê. Vâng, hello, xin chào toàn thể các bác nhé. Lâu lâu rồi mới có về một ít hàng loa tay. Giới thiệu với các bác, đây là cái mặt hàng loa tay, loa mới cứng, đập nguyên hộp, nhưng hộp thì em đã để gọn một chỗ rồi. Loa của thương hiệu là NRS. Đấy, mẫu này trước là chắc cũng nhiều bác xem YouTube nhiều chắc biết là thôi không kể nữa. Thì mẫu này kích thước khá là nhỏ bé, mà em thấy là cái chất lượng âm thanh của nó khá là hay. Đấy, khá là hay. Các bác nhìn này, công suất thông tin này. Đấy, hàng này hàng mới cứng của công ty nhá. Đấy, các bác nhìn này, trên nóc thùng nó cũng có logo của NRS này, là xịn nhờ. Đấy, bia bia con trong này xịn nhờ. Rồi, ok, thì hiện tại mẫu này bên em đang bán với mức giá là 1,5 triệu bao ship. Đấy, các bác ạ, 1,5 triệu bao ship và giá trong khuyến mại cho các bác rất tốt thôi, 1,4 triệu bao ship. Đấy, tốt hơn được 100,000 hay nhỉ, 1,4 triệu bao ship. Đấy, mẫu này thì sử dụng một cái cụ bát, em không biết chắc chắn là tầm bao nhiêu cm, đây nó khoảng là tầm 12,5 đến 13, không có khi hơn chứ. Nhìn khối lượng thùng này thôi nhưng bát nó bé, mà với găng tay là cao có 1 găng tay này 20 cm này, thì cụ này tầm 14-15 hết cỡ, nên một đo cả xương là tầm 14-15. Đấy, và đây là một tép giấy, con này tiếng bát là đánh êm sâu, không sâu quá được nhưng nói chung là đánh cũng hay. Đấy, một cái tép này, và để thử cho các bác thì em sẽ thử một vài bài nhạc đậm chất cái tiếng nòi nó sáng để các bác cùng nghe xem là tiếng nó như thế nào. Vì em quay khoảng cách gần bởi vì những loa nó bé bé nhỏ này nó còn ở chợ nòi trong phòng bé thôi. Đấy, hoặc là các bác có thể ghép vào hệ thống karaoke của các bác, em sẽ tặng theo các bác một vài con tụ để các bác về cản vào. Đấy, để cho nó cắt giảm những cái tần số không mong muốn và nó vẫn phát huy được cái chất lượng âm thanh của nó, tiếng nó sạch, sắc nét, chi tiết. Rồi, thì bây giờ em sẽ test lại một số bài nhạc và cho các bác xem bên trong cái ruột loa nó, mà thôi không cho nữa. Em sẽ tháo cái lưới này ra cho các bác xem qua cái phần cụ bát, cụ tép thôi. Còn củ loa thì thôi, em không muốn tháo đâu. Đấy, bác nào mà xem củ loa chán luôn, không muốn mua luôn. Nhưng công nhận là tiếng của con này rất là hay. Đấy, với mức giá này thì đầu tư là xứng đáng. Giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài, để mình ta vẫn còn tim khô cằn giá. Chẳng khi biết yêu, giấc mơ là nơi
cái trường âm của cái cặp loa nời gọi là nhỏ bé này. Đấy, tiếng nời này sạch sắc nét chi tiết và nhất tiếng ban của nó đánh không quá êm sâu nhưng rất là hay. Êm. Tình đã